chợ đầu mối nông sản Thủ Đức về đêm. Hello, xin chào quý vị. Ngày mới Phương xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, an vui, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đây là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức lớn nhất Sài Gòn. Hôm nay Phương sẽ review khu vực bán trái cây, rau củ quả ở trong sạp vào ban đêm á. Xin mời quý vị cùng trải nghiệm với Phương nha. Đây là khu vực chuyên bán sỉ rau ngoài trời cho các tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ từ 4 giờ sáng đến 1 giờ trưa nè. Lúc này khoảng hơn 5 giờ sáng này, họ cũng tắt điện rồi ha. Bên đây là khu cổng hướng đông á, của chợ A và chợ B. Lúc này thì khoảng hơn 5 giờ sáng rồi, cho nên là khách mua sỉ họ cũng về bớt rồi, cũng không còn đông lắm nha. Chợ mà đông nhất và nhộn nhịp nhất là lúc khoảng 1-2 giờ sáng nha. Đây là khu vực cổng chợ A nè, khu vực này là cái đầu chợ luôn nha, cái đầu chợ mình vô nha, khu vực là chuyên ba bán sỉ trái cây. Đây là khu vực chuyên bán sỉ trái cây ở trong nhà lồng và trong sạp trong chợ ha. Thì ở trong đây là có 531 sạp. Thì quý vị có thể thấy một sạp thì cũng khá là lớn, thì Phương ước đoán, Phương có đo, Phương ước đoán khoảng một sạp khoảng từ 12 đến 16 mét á. Ở bên đây là khu vực chợ A. Phương đi quay lúc này khoảng hơn 5 giờ sáng rồi, cho nên là có một số sạp họ cũng đóng cửa, họ chuẩn bị nghỉ á. Rồi tiểu thương thì họ cũng mua sỉ, họ cũng về bớt rồi, còn rất là ít tiểu thương nha. Bên đây là chợ B. Chợ B thì khu vực chuyên bán sỉ rau củ quả. Thì trong đây thì cũng là trong nhà lồng, trong sạp, trong kiosk ấy ha. Thì lúc này cũng Phương cũng đi 5 giờ sáng á, hơn 5 giờ sáng chút, cho nên là cái lượng khách nó không còn nhiều ha, họ về bớt đi. Và những tiểu thương bên đây họ cũng chuẩn bị đóng cửa, họ đóng cửa khoảng 6 giờ họ đóng cửa bớt á. Một số họ sẽ ở lại họ chờ tới khoảng, họ mở cửa tới khoảng 11 giờ. Ở trong đây thì Phương với quý vị chỉ có thể đi tham quan và mình biết chợ hoạt động như thế nào thôi nha. Còn về chia sẻ về giá cho trái cây rau củ quả trong đây thì Phương không có chia sẻ được ha, tại vì trong đây có một số họ không có đề giá, cho nên là mình không biết giá, mình không có chia sẻ được và mình cũng không có dám hỏi giá ha. Trong đây rất là khó khăn, hỏi giá không có được á, nên là Phương không thể Phương hỏi giá được và cũng không chia sẻ giá được quý vị. Còn nếu mà quý vị muốn biết giá thì ban ngày Phương có thường xuyên Phương đi quay ở khu vực có đề bảng giá đó, thì quý vị có thể tham khảo được giá ha. Thì trong đây thì có một số họ cũng đề giá, một số họ không đề giá, nhưng mà ở trong đây tiểu thương họ rất là gắt, rất là khó hỏi giá, mình không có dám hỏi luôn á. Ở trong đây tiểu thương họ không có thích lên sóng và họ cũng không có thích cho mình quay video ở trong đây, cho nên là không có thể nào mà hỏi giá hay là phỏng vấn tiểu thương ở trong đây được, rất là khó nha. Hôm nay Phương chỉ đưa quý vị đi tham quan ở trong nhà lồng, trong chợ thôi, tại Phương và thường Phương cũng không thích quay ở trong đây lắm. Về trong đây họ cũng có đề giá rồi và Phương cũng không có biết giá để mà chia sẻ với quý vị khán giả, cho nên là có nhiều quý vị khán giả yêu cầu quay ở trong đây vào ban đêm á, cho nên là Phương đi quay á. Ở đây là khu vực chuyên bán sỉ trái cây nhập khẩu nè, đây trái cây đóng nguyên thùng á, thì quý vị phải mua nguyên một thùng á họ mới bán, họ không có bán lẻ từng ký nha. Một thùng ở đây thì nho thì khoảng từ 3 ký tới 5 ký tới 7 ký. Còn các loại trái cây khác thì từ 10, 12 kg tới 15 kg, 17 kg, có loại 20 kg luôn ha. Những cái loại trái cây nhập khẩu này thì Phương cũng không thể chia sẻ với nguồn gốc xuất xứ để quý vị khán giả biết được nha. Tại vì ở đây rất là khó, mấy đài Phương nếu mà Phương chia sẻ thì sẽ đụng chạm tới rất là nhiều người và ảnh hưởng tới rất là nhiều người. Phương cũng không có biết chính xác các loại trái cây này nhập khẩu ở đâu á, cho nên là Phương không có dám nói bậy được nha. Và bây giờ cái răng giả thì vì cũng biết rồi đó, làm răng giả, một bộ răng giả tới cả 200 triệu mới được một bộ ha. Và Phương cũng không có thích mà ăn cháo dài ngày ha, Phương cũng muốn ăn cơm. Và Phương cũng rất là tiếc cái hàm răng của Phương á, nó còn tốt nên Phương cũng ráng giữ cái hàm răng của Phương, cho nên là Phương không có dám, Phương cũng không có biết chính xác nguồn gốc xuất xứ của các loại trái cây này.
Phương rất là mong quý vị thông cảm và mình sẽ quý vị sẽ tìm hiểu thông tin ở nơi khác nha. Trái cây ở đây thì họ cũng không có đề giá ha, cho nên là Phương cái nào biết giá thì Phương sẽ chia sẻ với quý vị, còn cái nào không biết thì không thể chia sẻ được nha. Ở đây mình đi quay video mà mình hỏi giá thường xuyên á, mà mình không có mua thì nhiều người họ sẽ cần quá, cho nên là không có hỏi giá được nha quý vị. Rất là mà mong quý vị thông cảm. Táo đá là táo nào? Táo đá là táo nào? Những cái thùng nhỏ nhỏ này là nho đỏ, hay gọi là nho kẹo, nho ống tay không hẹp á, thì một thùng gì là khoảng chừng 7 kg cũng có, mà 5 kg cũng có. Còn nho mẫu đơn thông thường là khoảng 3 kg. Cam vàng 220 một rổ, khoảng 12 kg, 10 rổ thì có 201. Quý vị mua nhiều thì sẽ được chiết khấu gia giảm giá xuống nha. Các loại táo thì thông thường một thùng nó rơi vào khoảng 17 kg. Những cái loại trái cây này thông thường họ đóng nguyên một thùng vậy đó, rồi họ vận chuyển bằng xe container, ở trong họ có máy lạnh, họ chứ giữ lạnh để cho nó khỏi bị hư. Quýt vàng ở đây á, dân chợ nó gọi là quýt Thái á, mà có 40.000 một rổ, 50.000 một rổ, mà mua 10 rổ thì có 40.000 một rổ, mà một rổ vậy là 12 kg. Tính ra thì có 3.200 một ký, mà Phương cũng không biết người ta vận chuyển bằng cách nào mà cái giá này rẻ gì. Phương chỉ thắc mắc là nếu mà tính tiền vận chuyển mấy tiền phí mà bốc xếp thôi cũng không có đủ cái giá 3.000 nữa, mà không biết sao ta vận chuyển được cũng hay. Mà Phương thấy từ cam sành ở dưới Vĩnh Long á, họ đổ đi á, họ đổ ngoài vườn luôn, lên tới thành phố nó mất 4.000 này, mà không biết sao mà cái quýt này họ bán có 3.000 mấy một ký á, mà không biết là nó xuất xứ ở đâu, mà vận chuyển ở đâu mà sao vận chuyển được cái giá rẻ vậy, tôi cũng không hiểu thôi. Quý vị nào biết được nhiều thông tin về cái cước vận chuyển này á, thì để lại bình luận ủng hộ cộng đồng ha. Cái trái đỏ đỏ này là cam canh á, ở chỗ mà đầu chợ Phương đi quay họ bán 25.000. Còn cái trái mà vàng vàng họ là một quýt Thái họ bán 2.000 ký, trong khi ở đây họ sổ một thùng của 3.000 ký, 3.000 mấy ký, nó rẻ ghê thiệt chứ. Nên là quý vị nào mà đi chợ mối, quý chị đi vào ban đêm nguyên thùng thì nó rẻ ha, nhưng mà nguyên thùng thì nó hên xui á, nhiều khi bán rẻ thì bên trong nó ở dưới nó có nhiều trái nó bị hư á, còn cái giá cao hơn thì nó mới ngon ha. Thông thường thì Phương thấy cái quýt này mà ngon á, họ bán khoảng 80.000 tới 100.000 thùng 12 ký. Cái loại trái xanh xanh này là nho mẫu đơn á, thùng gì nó khoảng chừng 4 kg á. Nho thông thường á, nho ngón tay đủ cái thứ nó thùng nó 4 kg, nó
cái nho mà như là nho kẹo á, thì họ để thùng 7 kg. Ở đây họ bán nho là 300 một thùng 9 kg. Cái nho này là loại nho có hạt nha, thường là người ta gọi là nho gà. Phương đi lúc này à, cũng 5 giờ rồi, cho nên là chợ nó bớt nhộn nhịp rồi. Chứ đi mà lúc 2 giờ sáng á, thì cái khúc này nó rất là nhộn nhịp và rất là đông nha, đông dữ lắm luôn. À, Phương đi quay hoài á, mà kênh nó không có lên á, cho nên là Phương bị thua lỗ, Phương đang đầu tư á, cho nên là để khi nào Phương lên á, Phương sẽ đi quay lúc 2 giờ sáng này quý vị mình à, biết thông tin về chợ ha, mình xem cho đã ha. Bây giờ kênh còn đang thua lỗ, Phương cũng đang phải đầu tư công sức và tiền của ra, nên là chưa có thu nhập á, nên là Phương chỉ đi quay lúc khoảng 5 giờ thôi nha. Đây là cái tổng đầu của chợ A này, thì nếu mà đứng ở đây vào lúc khoảng chừng 2-3 giờ sáng thì họ vận chuyển hàng hóa ra rất là nhiều. Thì bây giờ là 5 giờ, hơn 5 giờ rồi á, thì tiểu thương họ mua hàng về họ về bớt rồi, cho nên là không còn nhộn nhịp lắm nha. Đây là khu vực trong nhà lồng chợ A, thì khu vực này là khu vực chuyên bán trái cây Việt Nam rất là nhiều nha. Vì đa số chủ yếu là trái cây của miền Tây rất là nhiều, thì các loại như là đu đủ, thanh long, ổi, ít, xoài, thì có rất là nhiều trái cây Việt Nam ở được bán ở trong khu vực này. Vừa ở đây họ bán cam nè, bích đường nè, sabo nè, mấy loại trái cây này Việt Nam nha. Cái sạp ở đây họ bán đu đủ nè, mật thì mật An Phước nè, mật đá nè, rồi xoài. Này khoảng 5 giờ sáng rồi, hơn 5 giờ sáng rồi, cho nên là những tiểu thương á, nhiều tiểu thương họ sạp họ cũng đóng cửa bớt rồi, có nhiều một số thì họ cũng chuẩn bị đóng cửa, thì thường là 6 giờ họ đóng cửa, họ nghỉ rất là nhiều. Những cái trái cây này còn đọng lại họ để ngày mai họ sẽ bán tiếp, thì thông thường những cái trái cây này nó còn xanh cho nên là để ngày mai vẫn được, không có sao. Còn những cái loại trái cây mà chín rồi thì ngày mai nó sẽ bị hư. Khu vực này là nhà lồng á, nhà lồng chợ B. Chợ B thì cũng có 531 sạp. Mỗi một sạp như vậy là cũng khoảng từ 12 đến 16 mét á. Thì nhà chợ B với chợ A thì cũng lớn bằng nhau, nhưng mà chợ B A thì chuyên bán trái cây là nhiều ha, còn chợ B thì bán rau củ quả. Thì có chợ C nữa, chợ C thì có khoảng 100 sạp thôi. Chợ C thì họ bán hoa. Rau củ quả ở đây thì họ đóng bịch sẵn như nè, ở dưới tỉnh á, họ đóng bịch sẵn rồi họ vận chuyển lên đây. Và tiểu thương họ đây họ để nguyên trong bịch thì luôn, họ không có mở ra coi, họ chỉ để ra một hai bịch á để làm mẫu á, để cho
những tiểu thương mua, họ mua sỉ, họ dòm thôi, họ chỉ nhìn được cái lớp ở trên mặt thôi, rồi họ phải lấy hết nguyên bình như vậy nha, họ không có bán lẻ từng tí. Và thường là thông thường họ không cho xem ở trên mặt thôi, vì cũng không có xem ở dưới nha. Nhưng mà tiểu thương thì họ bán á, họ tin tưởng lẫn nhau á, họ nhiều khi họ lấy hàng là họ xách nguyên bình họ mang về họ bán thôi, rồi mai có hư hao thì mai tính tiếp, nó thường là như vậy. Cho nên là những tiểu thương ở đây họ không có coi luôn, ở dưới tỉnh chuyển lên sao là họ để như vậy, họ chuyển lại cho những tiểu thương bán lẻ thôi. Cho nên là quý vị nhiều khi quý vị cũng nghĩ là họ lấy ra họ đổ đóng ra cho lựa những cái trái ngon, còn cái trái dở để lại là không có ha, không có được lừa. Hàng thì được đóng trong bịch sẵn mà họ còn dán băng keo luôn nè, đó cái này bịch sẵn vậy đó, bịch 10 kg 10 kg. Quý vị ở trong đây phải, quý vị mua phải xác bịch 10 kg, không có bán lẻ. Nếu mua lẻ thì mua ở phía ngoài, Phương hay đi quay thường xuyên bên ngày thì mua lẻ thì giá nó sẽ mắc hơn phải 20-30%, thì mua bịch số nhiều thì giá nó khác. Như giá sỉ thì nó có nhiều loại giá sỉ lắm, mình mua ít thì giá khác, mua nhiều thì giá khác nha. Tại vì khi mà mua ít á, người ta tách nguyên một bịch 10 kg ra, người ta cân á, thì khi giá một tí hoặc hư hao một tí nó cũng thiếu đi, rồi những cái trái hư họ phải dùng bỏ, rồi những trái không đồng đều quá, nhỏ không đồng đều quá, họ cũng phải tồn kho cái trái đó, họ bán không được nên họ phải bán giá cao hơn, rồi tiền phí theo mặt bằng, phí công bán rồi thứ ha. Còn ở đây thì mình mua một bịch á, chỉ giá đó mình mua 10 bịch thì giá khác nữa, vì theo mình mua số lượng nhiều thì sẽ được giảm giá. Có nhiều vị khán giả vô kênh của Phương á, Phương quay ở phía ngoài kêu bình luận á, củ rẻ đâu, củ không ngon, trái cây không, rau củ quả không ngon, không phải. Tiểu thương ở họ cũng lấy ở trong đây nguyên bịch ra, họ đổ đóng vậy á, và cái giá Phương quay là cái giá nó giá trung bình quanh năm suốt tháng, lúc nào nó cũng rẻ vậy, chứ không phải là cái giá nó thường ổn ổn vậy thôi. Là như là dưa leo, bầu bí các loại thì nó ổn giá khoảng chừng 7.000 ký đổ lại, thì 6.000 tới 5.000 ký, lúc nào mà nó rẻ lắm thì nó cũng khoảng 4-5.000 ký, còn cái giá thời điểm mà cao lắm đó thì cũng khoảng 7.000. ở trong đây mua sỉ khoảng 7.000 thôi, còn ngoài kia có thể họ bán 10.000 ký, có cái giá ổn định quanh năm suốt tháng, chứ không phải là hàng ngon hàng dở gì á. Tiểu thương ở đây là dưới đại lý gửi lên, họ chỉ sang tay họ kiếm lời 1.000-2.000 đồng một ký thôi, còn ở dưới cùng cái giá thì đại lý ở dưới tỉnh phải chịu hết ha. Nhiều khi họ gửi lên á, bữa nay họ báo cái giá dưa leo là 8.000 ký, nhưng mà đêm á lên trời quá nhiều nó dồi chợ nó còn 6.000-5.000, thì đại lý ở dưới tỉnh phải chịu, còn ở trên đây họ không có chịu, họ tính tiền sau nha. Những cái tiểu thương, như cái đại lý ở dưới tỉnh nó gửi lên thì họ bán hết hàng rồi họ mai họ mới đồng giá trung bình cái giá hàng hóa, rồi họ mới tính giá cho các đại lý ở dưới tỉnh được. Có nhiều khi thì bữa nay thì dưa leo bán được 8.000, ngày mai là bán được 6.000, cho nên phải bán hết thì mới bình quân giá được, chứ không có ai đưa giá trước nha. Cần là hàng rau củ quả dưới tỉnh gửi lên là hàng ký gửi lên đây rồi họ bán xong họ mới tính giá cho những đại lý ở dưới tỉnh. Tại vì cái hàng rau củ quả này là cái giá nó biến động liên tục á, không ai tính trước được giá, nhiều khi hôm nay giá này nhưng mà đem về chợ nhiều quá thì giá này rẻ xuống, nó dồn chợ hàng vô chợ rẻ xuống, càng nhiều càng rẻ xuống, cho nên là tiểu thương ở trên đây họ cũng không có nắm bắt được cái giá đêm nay là giá rau củ quả bao nhiêu, tùy theo cái phiên chợ nó đông hay ít nha. Cho nên là đại lý thường là họ phải lấy tiền sau, họ ký gửi hàng lên, họ ký gửi rồi 1-2 ngày sau á họ mới có cái bông hàng, có cái giá tiền của dưa leo rau củ quả với mình gửi lên. Cho nên là buôn bán là ở đây là nó vậy. Nhiều quý vị cứ hỏi Phương xin số điện thoại để gặp vừa rau vừa củ quả, không có được, mình muốn bán mình phải lên đây mình gặp củ vừa để mình biết vừa, chứ mình hàng rau củ quả này mình không có mà buôn bán qua cái điện thoại được ha. Nhiều khi nó rất là rủi ro, cho nên mình phải lên đây một lần mình biết sạp, rồi mai mốt mình có gặp khiếu nại gì mình lên đây mình gặp chủ sạp nha, khiếu nại chứ trong điện thoại mình có biết người ta đâu, mình không có kịp điện thoại ha. Video của Phương đến đây cũng dài rồi, Phương xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã xem hết video của Phương. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút like video, nhấn nút chia sẻ để không bỏ lỡ thông tin của khi Phương ra video mới nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào một video tiếp theo.